Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ ba, ngày 22 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày tân sửu tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh chô kim và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm bích thượng thổ, kỵ tuổi, ất mùi. Đinh Mùi, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành Kim cục, xung với Mùi, hình tốt, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu Ất Mão, Tuổi xung Trong Tháng, Tuổi Mậu Tí, Nhâm Tí, Canh Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức Hợp, sao Địa Tài, sao Thánh Tâm, sao Cát Khánh, sao Âm Đức, sao Kim Đường Hoàng Đào. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, sao Nguyệt Hỏa, sao Nguyệt Hư, sao Nhân Cách, sao Độc Hỏa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và thiêu khẩu mình, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày thiên tặc, xấu, xuất hành, cầu tài không được như ý, hay bị mất cắp, mọi việc đều xấu. Sau đây, mời các bạn đốn xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn thủ tí đang gặp được ngày nhờ có quý nhân tam hội ở bên cho nên côn đường công danh, sự nghiệp với bạn trở nên bằng phẳng, thuận lợi hơn rất nhiều. Các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của bạn cũng nhờ thế mà trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn thủ tý chính những thành công và may mắn mà bạn có được lại khiến cho không ít những kẻ xấu bụng, thầm ganh ghét, đố kỵ dưới sự tác động của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí rất dễ bị kích động bởi những lời của những kẻ tiểu nhân mà gây ra những sai sót không đáng có. Vậy nên với bạn mệnh tuổi tí phải thật sự bình tĩnh và tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc cái điều này cho thấy về con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay lại gặp không ít những rào cản. Hai bạn vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình để có thể đưa mối quan hệ lên một cấp độ mới. Với bạn tuổi Tý, hãy dùng lời nói và hành động của mình để chứng minh tình yêu của hai bạn. Nếu như muốn tiếp tục bước đến với nhau, về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công danh sự nghiệp được thuận lợi hanh thông tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm gặp nhiều ngáng trở tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cẩn thận kéo lại mất bình tĩnh vì kẻ xấu kích động. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 56, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu đón nhận nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán có được cơ hội kiếm tiền hay là nhận thưởng sẽ rất cao. Bạn cần phải chuẩn bị về tinh thần sẵn sàng chấp lấy thời cơ hiếm có này đến với mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cũng thật là buồn vì chuyện này vẫn chưa thể đến được với những người làm công ăn lương. Đây là giai đoạn mà bạn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong sớm nhận được thành quả xứng đáng về cho mình. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy bạn mạnh tuổi Sửu nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn và bạn cũng cần phải đặc biệt lưu ý tới các bệnh dễ mắc phải như là thiếu máu, bệnh về tim mạch, mạch, bệnh về mắt, mũi nữa. Về tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, cơ hội kiếm tiền đã đến, bạn cần phải chấp lấy thời cơ ngay. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, chủ động tìm kiếm cơ hội nếu như muốn thành công. Tử vi tuổi kỵ xỉu thuộc mệnh hỏa, tiền bạc được dư giả, chẳng lo thiếu thốn. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ, cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc. Đối với những bạn làm công ăn lương cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu. tử vi tuổi dần thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu có cơ hội khẳng định bản thân với tài năng sẵn có của mình ngày này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn là các thần trợ mệnh bạn tuổi dần thoải mái bộc lộ hết những tiềm năng đang còn tiềm ẩn của trong mình Bản mạnh tuổi dần cũng dễ dàng xử lý nhanh gọn các nhiệm vụ được giao phó, kết quả cũng vượt trội, ngoài mức mong đợi của mọi người. Đúng là với bạn phải thế nào thì bạn mới được luật vào quân giáp thông minh, định đạt, tài trí hơn người. Trong ngày này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy lại cứ mãi dậm chân tại chỗ, chẳng thể tiến triển hơn được nữa, dường như cả hai đang dùng sự bận rộn của bản thân để ngụy biện cho những ngăn cách mà chính hai bạn đã tạo ra. Và đã đến lúc với bạn cần phải nghiêm túc với chính cảm xúc của mình nữa rồi, xác định đi tiếp hay là dừng lại, đừng có chỉ lưỡng chừng như vậy. về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải nghiêm túc xác định lại tình cảm giữa bạn với người ấy. tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ được mọi người nể trọng vì năng lực xuất chúng. tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc quan hệ về tình cảm không có tín triển, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi, khẳng định được vị thế của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 55, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tốt Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn trợ vận cho nên, đối với những bạn làm trong những lĩnh vực như là nghệ thuật, y học, luật sư, dịch vụ, tự tin và thoải mái thể hiện cá tính của mình, sự nhạy biến và tinh tế của bạn tuổi mạo trong cách xử lý các tình huống khiến cho bạn bè, đồng nghiệp không ngớt lời thán phục. Nhưng với bạn tuổi mạo, không phải lúc nào bạn mệnh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc giữa đám đông như thế, vẫn có những lúc bạn tự cảm thấy hoài nghi và sống khép mình trong sự cô độc. Bạn cần phải tận hưởng những thành quả mà chính bản thân của bạn đã tạo ra mà không cần phải e dè điều gì cả. Thật tiếc là trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mão, các chuyện tình cảm của hai bạn lại chẳng được như ý muốn do bạn đang phải chịu tác động không nhỏ của cục diện ngũ hành, mộc thổ xung khắc gây ra với những xung đột liên tiếp nảy sinh khiến cho tình hình một căng thẳng hơn. Bạn cần phải hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, hòa bình sẽ sớm được lập lại mà thôi. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, các cặp đôi vì xung đột mà tranh cãi liên minh, từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, xử lý tốt các tình huống đã xảy ra, từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ, tận hưởng thành quả mà mình đã tạo ra từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng hơn từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tự tin thể hiện cá tính của bản thân vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 64, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Thìn ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn tuổi thìn phải chịu không ít ô ép thiệt thòi trong ngày hôm nay những kẻ xấu bụng coi bạn là cái gai trong mắt mà không tiếc lời dèm pha khiến cho bạn dù có ấm ức cũng phải chịu lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn đang gặp ngày có thương quan giáng họa cấp trên và đồng nghiệp vì nghe lời của những kẻ tiểu nhân mà bán tín bán nghi chẳng dám đặt lòng tin ở nơi bạn. Đây không phải là lúc với bạn tuổi thìn nên nóng giận, mất bình tĩnh, bạn chỉ có thể chứng minh sự trong sạch của mình bằng thực lực của mình, bằng những hành động thực tế mà thôi. Cũng may là ở phía sau bạn luôn có được một chỗ dựa vững chắc, bạn cần phải tâm sự và lắng nghe những lời khuyên từ nửa kia của mình nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này khiến cho bà tuổi thìn gặp phải không ít những vấn đề về sức khỏe dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì bản mệnh cũng uh, nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của bản thân dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ để cho cơ thể của mình phục hồi và tái tạo lại năng lượng về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa gia đình là chỗ dựa vững chắc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên nóng giận mà mất bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc kẻ tiểu nhân lộng hành hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có được sự hài hòa tử vi tuổi nhâm thìn Thuộc mệnh Thủy đừng có lơ là sức khỏe của bạn thân vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 46 số 95 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi Dậu tuổi thân Tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi, suôn xỉa khi bạn đang gặp được ngày có cục diện, tỵ sự bán hợp tương trợ với các dự án kế hoạch mà bạn đã giải công vun đắp đang tiến gần hơn tới đích điểm quan trọng. bản mệnh tuổi tỵ cũng có được những cơ hội hợp tác kinh doanh với những đối tác đáng tin cậy nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ, dưới sức ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh có thể khiến cho bạn có sự chủ quan và hành động một cách liều lĩnh. Dù trong bất cứ tình huống nào, với bạn tuổi tỵ vẫn cần phải luôn giữ vững phương châm cẩn trọng và bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định. Ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy hôm nay với bạn tuổi tỵ có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của người ấy dành cho bạn. Và đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất dành cho cả hai. Bạn cần phải tận hưởng những giây phút hạnh phúc ở bên nhau nữa nhé vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tình cảm đôi lứa nồng nàn thắm thít. tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cơ hội hợp tác với các đối tác ta tá đáng tin cậy tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc chủ quan và hành động liều lĩnh sẽ rất dễ dẫn đến thất bại đáng tiếc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy trân trọng và tận hưởng những giờ phút ngọt ngào bên nửa kia tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đừng có vì nóng vội mà đưa ra những quyết định sai lầm. Vài đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bàn tuổi ngọ bước sang ngày thứ ba này đang có điểm báo sẽ phải đối mặt với không ít những rắc rối. Bạn tuổi ngọa đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, xỉu ngọa tư hại, tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối ra tay để hãm hại bạn. Chính vì thế mà bạn mệnh tuổi ngọa khó có thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọa đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn khó tránh khỏi việc vướng phải những vụ việc tranh quyền đoạt lợi trong cái môi trường làm việc và lời khuyên tốt nhất dành cho bạn trong lúc này chính là sự điềm tĩnh để có thể tránh xa những rắc rối xảy đến. May mắn là trong chuyện tình cảm của bạn tử Ngọ trong ngày thứ ba này lại đang có được những bước tiến triển khá thuận lợi. Bạn có được một người đồng hành tuyệt vời luôn bên bạn cùng bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Bạn cần phải luôn trân trọng và dành những lời yêu thương cho người ấy nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, gia đình có được sự hòa thuận, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, cẩn thận, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân, bày mưu hàm hại. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tình cảm được thuận lợi. Đôi lứa cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, dù gặp phải chuyện gì cũng cần phải giữ vững được sự bình tĩnh. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên tránh xa những rắc rối thị phi trốn công sở. và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu tím màu cam quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mùi tuổi dần từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mùi á cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn tuổi mùi cứ mãi buồn phiền không thôi với những tranh cãi mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh giữa bạn và nửa kia khiến cho chuyện tình cảm của đôi bạn đứng trên bờ vực rạn nứt và với bạn tuổi mùi thay vì cố chấp không chịu nhường nhịn ai thì bạn hãy thử hạ thắp cái tôi của mình xuống mà làm hòa xem sao. Hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nếu như bạn muốn tiếp tục câu chuyện về tình cảm này. Trong ngày này, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán thì bạn sẽ sớm đón nhận những tin vui về tài lộc khi bạn đang gặp được ngày của thực thần trợ mệnh. Cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, có gì mà bạn lại không nắm bắt lấy để biến chúng thành của mình bạn tuổi mùi nhé vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cơ hội phát tài phát lộc ngay trước mắt tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy buồn phiền vì chuyện tình cảm không đi đến đâu tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa đón tin vui về tài lộc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ lắng nghe và chia sẻ với người ấy nhiều hơn tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tranh cãi mâu thuẫn xảy ra liên minh Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 5 sao Sức khỏe 3 sao Tình cảm 3 sao Con số may mắn Số 38 Số 44 Giờ tốt Từ 5 giờ đến 7 giờ Màu sắc cá tường Màu vàng Màu nâu Quý nhân phù trợ Tuổi hợi Tuổi mão Tuổi ngọa từ vi tuổi thân thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có được báo hiệu bạn bước qua một ngày đón nhận nhiều tin vui về tài lộc khi bạn đang gặp được ngày của chính tài ở bên và các thần này sẽ mang đến cho bạn có được nhiều may mắn về chuyện tiền bạc tuy nhiên nguồn thu nhập này đến chủ yếu từ công việc chính cho nên bạn cũng không cần phải quá ngạc nhìn. Thêm nữa, trong mối quan hệ xả giao của bạn tuổi thân trong ngày này, đối với những người xung quanh trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn hẳn khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Đối với những bạn đang quản độc thân, thì có được cơ hội người thân quyên giới thiệu cho các đối tượng phù hợp nữa. Và xem từ vi ngày thứ ba này cho thấy hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Tân Sửu ngày này lại không tốt cho những việc như là khai trương xuất hành giá thú kiên kỵ về kiện tụng tranh chấp vì vậy bạn nên sắp xếp công việc sao cho hợp lý để đạt được kết quả cao nhất vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có được sự hòa thuận, in vui, tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, không lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, không nên tranh cãi, gây gõ, kiện tụng thực hiện những công việc trọng đại, tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, gặp may mắn về con đường tài lộc. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 80, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này tạo điều kiện cho bạn tuổi Dậu có được một ngày suôn sẻ, hanh thông hơn bao giờ hết. Bạn tuổi dậu, nếu như bạn đang quản đi học thì cái chuyện thi cử, học hành được thuận lợi, đi làm thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu, lại đang gặp được ngày có thiên tài trở mệnh. Cái điều này quản cho thấy, với bạn tuổi dậu có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay, đó có thể là tiền thưởng, tiền may mắn hoặc là tiền kiếm được từ những ngày tay trái. Tuy nhiên, bạn cũng đừng có vội tiêu xài phung phí với số tiền này. Bạn hãy lấy đó làm tích lũy hoặc là để đầu tư vào những dự án có triển vọng hơn để tiền sinh ra tiền nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu đã có đôi có cặp sẽ có được một ngày tràn ngập hạnh phúc cả hai cùng dành khoảng thời gian nhỏ hẹp của mình để quan tâm và dành cho nhau những lời yêu thương trìu mến, tình cảm cứ thế mà càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết hơn. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên dùng tiền đúng cách, đừng có phung phí. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, bạn và người ấy quan tâm và có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách suôn sẻ thuận lợi từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có được cơ hội phát tài nhanh chóng từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình cảm giữa các cặp đôi càng ngày càng nồng nàn thắm thiết vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc năm sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này cần phải cẩn trọng hơn trong từng hành động trước sự ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn, tốt xỉu mùi gây ra sự nhiệt tình tự tin quá mức đôi lúc chính là điểm yếu chí mạng của bạn với những trở ngại mà bạn gặp phải có thể bắt nguồn từ chính những tính cách này của bạn nữa trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh cái điều này cho thấy với những sai lầm mà bạn phạm phải có thể khiến cho bạn phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Hung thần này báo hiệu cho bạn dễ bị mất tiền, cần phải bình tĩnh và cẩn trọng hơn trong từng đường đi nước bước của mình. Và để cho công việc của mình được thuận lợi hơn, bán mạnh tuổi tuất trong ngày này có thể chọn giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt, cụ thể là hướng tốt hôm nay là hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng tây nam nên lưu ý tránh những hướng xấu để giảm thiểu những rủi ro xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ bình tĩnh kiên trì và nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua được thử thách. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc họa mất tiền rình rập cần phải cẩn trọng trong từng hành động. Từ vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim hãy dùng sự nhiệt tình và tự tin của mình đúng nơi đúng chỗ tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy con đường công danh sự nghiệp gặp không ít trở ngại và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 14 số 71 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu trắng với nhân phụ trợ tuổi dần, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hỏi ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang có được báo hiệu bạn bước sang ngày mới nhận được khá nhiều tin vui nhờ quý nhân tam hội ở bên trợ mệnh các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa giúp cho công việc của bạn ngày càng trở nên thuận lợi hơn trong ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày của chính quan độ mệnh với tinh thần trách nhiệm cao của bạn đúng là khó ai sánh kịp. Bạn mệnh nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, chắc chắn cơ hội thăng tín sắp đến với bạn nữa rồi. Và ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành, thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, lại chẳng được mấy vui vẻ với bạn khi cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Bạn và người ấy chẳng ai chịu nhường ai. Trong bất cứ vấn đề nào, trong bất cứ cuộc tranh cãi nào, thế nên vết rạn nứt giữa hai người ngày càng lớn thêm. Và nếu như bạn tuổi hợi muốn hàn gắn chúng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, tháo gỡ từng nút thắt một với sự kiên trì và lòng bao dung nữa nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tình cảm gia đình có sự mâu thuẫn trục trặc, từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, công việc được thuận lợi hơn, từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, cơ hội thăng tín đang đến rất gần, từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, vết rạn dạ nứt giữa các cặp đôi càng ngày càng lớn dần. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.